Sẽ học cái phần chuyên đề số 01 và nét te. Buổi số 11 là buổi chia dạng bài tập chất béo. Hôm nay chúng ta sẽ làm hai cái dạng, dạng số 1 và dạng số 2. Cái dạng số 1 này là cái dạng dễ, là dạng mà thủy phân chất béo trong môi trường kiềm nhá. Dạng số 1 là bài là cái này là cực kỳ dễ, là dạng thủy phân chất béo đơn giản. Hay nói khác là thủy phân chất béo trong môi trường kiềm hay gọi là xà phòng hóa đấy nhá. Nhưng mà dễ thì ta vẫn phải ghi lại một vài cái chú ý. Dạng số 1 là dạng thủy phân chất béo đơn giản. Thủy phân chất béo đơn giản. Trong phần này chúng ta cần nhớ được một vài kiến thức cần nhớ như sau. Kiến thức cần nhớ cũng là kỹ năng giải nhanh đấy ạ. Đấy, trong dạng này chúng ta cần có một số kiến thức cần nhớ như sau. Thứ nhất là về phương trình. Phương trình thủy phân chất béo tổng quát là RCOO tất cả 3 lần C3H5 tác dụng với NaOH để tạo thành RCOONa cộng với C3H5 OH tất cả 3 lần. C3H5OH tất cả 3 lần. Nhá. Đấy là một. Chúng ta có cái hai. Chúng ta có cái vấn đề số 2. Là ở trong này thì thầy á, thì thầy sẽ thường hay hướng dẫn chúng ta như này. Viết phương trình dạng chữ thì nó sẽ là chất béo ăn 3 NaOH thì viết này nó nhanh hơn. Tạo thành muối cộng glycerol C3H8O3. Đúng không ạ? Thế thì dựa phương trình thì mình nhìn thấy là số mol chất béo là 1 thì số mol NaOH là 3 thì số mol glycerol là 1. Đúng không? Vậy từ đây thì mình sẽ có một cái vấn đề. Suy ra dấu cộng thứ nhất là số mol chất béo thì luôn bằng số mol glycerol. Dấu cộng thứ hai là số mol NaOH hay là OH trừ đấy thì luôn bằng 3 lần số mol glycerol và bằng 3 lần số mol chất béo. Đúng không? Và cái vấn đề thứ ba là vấn đề chúng ta bảo toàn khối lượng. Thì mình luôn luôn có khối lượng của chất béo cộng với lại khối lượng của NaOH thì bằng khối lượng của muối cộng khối lượng của glycerol. Đúng không? Vậy thì sau này thì chúng ta cái khối lượng của muối này người ta có thể thay thế bằng khối lượng của chất rắn sau khi cô cạn của phản ứng. Thì ba cái này là ba cái cơ bản và căn bản nhất trong cái vấn đề mà giải bài tập về chất béo. Để chúng ta cần ứng dụng những cái bài dễ là cần ứng dụng một trong ba cái này hoặc là hai trong ba cái này thôi thì chúng ta sẽ giải được. Đúng không? Thế nhưng mà thầy vẫn muốn cho chúng ta tăng tốc độ giải lên hơn một chút nữa. Thì muốn tăng tốc độ giải lên hơn một chút nữa thì chúng ta cần nắm được phân tử khối của một số các loại chất béo quen thuộc. Ví dụ như triglyceride nào, các bạn tính cho thầy xem phân tử khối của triglyceride bằng bao nhiêu. Triolein, triolein, tripanmitin và diolein stearin. Đấy, các bạn cùng tính cho thầy phân tử khối của từng hàng. Tính một lần thôi rồi nhớ cả đời. Tính một lần thôi rồi nhớ cả đời. Tristearin là C17H35COO 3 lần C3H5. Triolein là C17H33CO 3 lần C3H5. Linolein là C17H31
COO 3 lần, C3H5, panmitin là C15, H31, COO 3 lần, C3H5, diolein stearin là C17. À, không, thầy cần anh này cơ. Olein xong đi stearin thì hay hơn. C17H35, CO tất cả 2 lần, C17H33, COO C3H5. Rồi, các bạn tính về phân tử hội và comment xuống phía dưới. Tính theo thứ tự được nhá, tính theo thứ tự được. Comment xuống dưới cho thầy để thầy xem là các bạn làm đúng hay làm sai. Những này rất quan trọng nha, các bạn lấy máy tính ra cùng bấm với thầy. Thầy đọc, thầy làm nhiều, thầy thuộc rồi. Nhưng mà quan trọng bây giờ các em phải tính. Cho đi stearin bằng bao nhiêu, phân tử khối bằng bao nhiêu? Thế là sang tuần lớp mình lại học bình thường nhé. Sang tuần lớp mình lại học vào thứ tư với thứ sáu nhé, học lịch bình thường. Đúng rồi, ok, chính xác. Dương Chí Dũng, tari stearin 890, rất tốt. Tari olein là 884, chính xác, rất tốt, rất tốt. Ok, cảm ơn Dương Chí Dũng, cảm ơn CT Thảo. Xem nào, tri linolein, tri panmitin. Tri linolein, tri panmitin ạ. Rồi, chính xác, linolein là 878. Rất tốt, panmitin ạ. Rồi, tri panmitin 806, ok, good job. Olein di stearin ạ. Không có anh nào 920 cả. 806, ok. Còn anh cuối cùng ạ. Đúng rồi, olein di stearin 888. Đây, cái việc mà nhớ phân tử khối của các anh chất béo này cũng là một trong số những skill để giải nhanh về bọn chất béo. Tại sao thầy lại nói vậy? Thực ra, các em nhìn thì các em nghĩ là mình phải nhớ tận 5 anh. Nhưng với kỹ năng chúng ta tính nhanh thì chúng ta chỉ nhớ một anh duy nhất. Tri stearin 890. Được chưa? Thầy dạy các anh nhớ. Thế thì để mình nhìn nhá, tri stearin C17, C17 giống nhau, COO giống nhau, 3 lần giống nhau, C3H5 giống nhau. Vậy nó khác nhau là gì ạ? 35 trừ 33 bằng 2, có 2 hero thôi. 2 hero nhân 3 thì bằng 6. Vậy là ở đây nó sẽ là 890 trừ 6 thì bằng 854. Đấy, mình nắm được yếu thuật đấy là mình làm được nhá. Thế còn lại từ triolein xuống trilinolein cũng tương tự như vậy. Tất cả mọi thứ giống nhau trừ H33 với H31, hơn kéo nhau 2. Vậy mình lại lấy 2 thì nhân với 3 là 6. Vậy là 854 trừ đi 6 thì còn 878. Ok không? Thế lại còn lại từ thằng trilinolin xuống thằng tripamitin thì sao? Đây mình nhìn nhá, cụm này nó giống nhau này. 31 CO 3 lần C35 này. Các em nhìn chưa? Vậy là nó chênh nhau gì? Đây chênh nhau chỗ này thôi. 17 hơn 15 là 2 carbon. 2 carbon thì tương với lại là 24. 24 nhưng phải nhân với 3 thì bằng 72, có nghĩa là 878 trừ 72 thì còn 806. Cách nhập đấy ạ. Thầy nghĩ là chắc lớp mình là không đứa nào biết cách nhập này đâu. Thầy nói biết đúng không?
Thế là tiếp tục nhé, olein đi stearin. Thì ở đây có hai gốc stearin thì giống bọn này, thằng này ba gốc. Thế còn một gốc là hụt bất hai hydro, vậy mình chỉ cần lấy này trừ đi hai là ra 888. Ok không các em? Đây là một trong số những bí kíp, một trong số những skill đầu tiên trong việc giải nhanh về bọn chất béo. Nhá, chúng ta nắm được cái này thì chúng ta sẽ giải rất nhanh bài tập chất béo, bởi vì chúng ta tiết kiệm được cái thời gian việc mà mình đi bấm phân tử khối. Nhá. Đấy, đấy là lý do mà tại sao các bạn học thầy các bạn ấy giải bài tập nhanh như vậy, như anh Đức Anh giải có 10 phút đầu tiên làm được 32 câu đầu. Tất cả mọi chuyện nó đều có lý do hết, đúng không em? Bởi vì luyện nhiều thôi. Đấy. Thì ở trên đây là những cái kỹ năng, những cái kỹ thuật đơn giản nhất, cơ bản nhất để giải những cái bài tập của phần dạng 1 thì phân chất béo đơn giản. Bây giờ chúng ta cùng quay trở lại đây nhá. Rồi, các em comment thấy đáp án ví dụ 1 đáp án gì ạ? Ví dụ 1 nhá, mình cùng làm luôn ạ. 56 ví dụ gì đấy. Ví dụ 1. Anh em comment đáp án nhá, nháp luôn đi ạ. Cho 1 mol triglycerid X tác dụng đáo mắt dư thu được 1 mol glycerol, nghe đơn giản. 1 mol natri palmitat, vậy suy ra một góc. 2 mol natri oleat, vậy là có hai góc. Dễ quá. Nhờ. Thế vậy là đây ạ, một thằng X mà thủy phân X mà tác dụng với NaOH mà ra được một thằng C3H8O3 và muối thì gồm có một mol natri palmitat là C15H31 CONa, hai mol natri oleat là C17H33 CONa. Đây một mol thì là một gốc, hai mol là hai gốc, đúng không? Vậy suy ra công thức của X là C17H33COO2 lần C15H31COO C3H5, đúng không ạ? Thế bây giờ đề bài đầu tiên hỏi chúng ta là số công thức cấu tạo phù hợp của X là mấy. Thì bây giờ mình đặt cái gốc này là 21, thì gốc C7H33 này là 2. Nhưng mình sẽ có rằng là do rằng là ở đây là chỉ có một gốc C7H35, nên là ở bên trong cái thằng chất béo ấy thì nó chỉ có một gốc C7H35, có nghĩa là chỉ có một số 1. Còn nó lại có là C17H33, nó có hai gốc, vì vậy nên nó sẽ có hai số 2. Vì vậy nên số phân nó sẽ là 1 2 2 2 1 2, nên số công thức cấu tạo phù hợp của X có 2 là đúng. À thôi chết, đề bài không đúng. Một mol X phản ứng tối đa với hai mol brom cũng chính xác, bởi vì nó có hai gốc C17H33, đúng không? Một trong một gốc C17H33 thì có một đôi CC, nhưng ở đây nhân 2 lên thì nó có hai gốc, vì vậy ăn hai mol brom là chính xác. X có 5 liên kết pi, chúng ta nhìn nhá, bên trong X của chúng ta nhá có hai gốc C17H33, vậy nó sẽ có 2 pi CC rồi. Và bất kỳ anh triete nào thì nó cũng sẽ có 3 pi COO. Vậy cộng tổng lại nó sẽ có 5 pi. Nên bài bảo với chúng ta rằng là X có 5 liên kết pi, chính xác. Công thức phân tử của X là C52. Bây giờ chúng ta thử xem có đúng là C52 không nhá. 17 cộng 1 là 18, nhân 2 cộng với 16 cộng với 3 bằng C55, không phải C52. Vậy sai ở đây chúng ta là đáp án C. Ok chưa? Đấy, câu này nó dễ lắm, mình cứ làm bình tĩnh thôi các em nhá. Mình cứ hết sức bình tĩnh mà làm thôi. Ok, các bạn hiểu không ạ? Dễ quá nhỉ. Ví dụ 2 nào các em. Ví dụ 2 đáp án gì ạ? Các bạn mạnh mẽ làm đi nhé, mạnh dạn làm lên. Đừng sợ. Học sinh thể minh không có sợ. Có thầy độ này. Ví dụ số 2 ạ.
thủy phân 1 triglycerid X bằng dung dịch NaOH. Thu được glycerol và hỗn hợp muối gồm natri palmitat C15H31 CONA, natri stearat C17H35 CONA. Tỷ lệ mol tương ứng là 2:1 với đây là 2 thì anh này là 1. Vậy suy ra nó sẽ có hai gốc C15H31 đúng không? Và một gốc C17H35. Vậy công thức của nó sẽ là C15H31COO tất cả 2 lần, C17H35COO C3H5. Vậy thì công thức của nó sẽ là C15 cộng 1 là 16 nhân 2 cộng 18 cộng 3 bằng 53. C53H31 nhân 2 cộng 35 cộng 5 bằng 102 O6. Thế vậy là suy ra là số nguyên tử hydro ở bên trong X của chúng ta là 102, đúng không? Đáp án đúng là đáp án C. Số nguyên tử hydro là 102. Ok. Dễ mà đúng không? Đấy, các em nhìn thấy đây là những cái câu trong đề thi thử các năm. Bây giờ mình đến cái phần tính toán đầu tiên này. Ví dụ 3. Các bạn cùng lôi máy tính là cùng tính với thầy. Đây là những cái câu mà nó có tính hiện đại nhất nhé. Các em nên nhớ rằng là ở bên trong cái phần chất béo ấy, một vài các em, một vài bạn ở trên lớp thầy cô vẫn sẽ dạy chúng ta về phần chỉ số axit, chỉ số xà phòng, chỉ số iốt. Thì thầy nhắc lại là những cái chỉ số đấy nó sẽ không thi nhá. Nên là thầy cô mà có dạy, thầy cô có bắt làm thì kệ thầy cô thôi. Còn lại thì chúng ta không cần phải học, chúng ta không cần phải làm. Nhớ chưa? Nhớ lời thầy bảo nhá. Bỏ qua những cái câu đi. Kệ. Ví dụ 3. Các bạn comment thầy đem đáp án ví dụ 3 đáp án gì? Ví dụ 3. Đề thi thử Trung học phổ thông quốc gia 2022 trường Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn Quảng Ngãi. Đun m gam triglycerid X với lượng vừa đủ dung dịch NaOH. Thu được glycerol và hỗn hợp hai muối gồm natri palmitat C15H31 CONA 13,9 gam. Mình tìm được số mol luôn đấy. 13,9 chia cho mở ngoặc đơn này, tính nó bằng cách là lấy 12 x 15 cộng 31 cộng cụm CONA này là bằng 44 cộng 23 là bằng 67 bằng 0,05 mol. Natri oleat C17H33 CONA, số mol là 7,6 chia mở ngoặc đơn 12 x 17 cộng 33 cộng 67 bằng 0,025 mol. Vậy hoàn toàn ở đây bây giờ mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố natri là mình ra được NaOH 0,05 x 1 cộng với 0,025 x 1 bằng 0,075. Thế thì số mol NaOH bằng 0,075, vậy mình sẽ tìm được số mol glycerol, bởi vì số mol NaOH gấp 3 lần số mol glycerol bằng 0,025. Thế vậy bây giờ đề bài hỏi chúng ta giá trị của M. Thì thực ra các bạn ghép lại cũng được, nhưng mà ở đây thầy muốn giải theo kiểu bảo toàn khối lượng cho chúng ta quen đi, thì mình sẽ có khối lượng của X cộng với lại khối lượng của NaOH thì bằng khối lượng của glycerol cộng với lại khối lượng của muối. Thì từ đó mình tìm được khối lượng của X. Khối lượng glycerol là 0,025 x 92 cộng khối lượng của muối
Đấy, khối lượng một muối là bằng 13,9. Một muối là bằng 7,6. Đúng không ạ? Trừ đi khối lượng đá mắt là 0,075 nhân 40. Vậy nó sẽ bằng 0,025 nhân 92 cộng 13,9 cộng 7,6 trừ 0,075 nhân 40 bằng 20,8 ạ. 20,8 gam. 20,8 gam, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. 20,8 gam. Dễ đúng không? Nhưng mà chúng ta phải máu làm những câu này dễ. Những câu này chưa vấn đề gì cả. Đúng không? Nào, các bạn cùng lấy máy tính ra, cùng lấy giấy nháp ra và cùng làm cho thầy ví dụ số 4. Ví dụ số 4 ạ. Ví dụ số 4. Cho thầy xem ví dụ số 4 đáp án gì. Bố ạ, tốt, good job. Tiên Dương Đỗ Linh nhá. Đỗ Linh làm nhanh đấy. Đỗ Linh làm nhanh thế. Ok, Gia Khánh, rất tốt. Ví dụ 4 ạ. Thủy phân 1,2 mol chất béo có công thức. Thủy phân 1,2 mol chất béo có công thức là C17 H33 COO 2 lần. C17 H35 COO C3H5. Trong dung dịch NaOH dư đun nóng 1,2 mol thì thu được A mol muối natri stearat C17 H35 CONa. Thằng này có một gốc thôi nên chỉ thu được một thằng này. Vậy thì anh này là 1,2 thì suy ra nó là 1,2. Đúng không? Dễ quá nhờ. Ví dụ số 5 nào. Ví dụ số 5 ạ. Hỗn hợp X gồm các triglycerid và axit béo. Cho 50 g hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 160 ml dung dịch NaOH đun nóng. Sau phản ứng thu được 4,6 g glycerol và m g muối axit béo, giá trị của m. Lại là phần của các em rồi. Các bạn tính toán đi xem nào. Ok, Hiếu, Hiếu nhanh thế. Hiếu Hoa Hoài à. Ok, Đỗ Linh. Thầy đã nhìn thấy đáp án của hai đứa. Ok, Gia Khánh, ba đứa. Rất tốt. Dạy này mới sướng này. Dạy này mà học sinh nó cứ comment đáp án này phê cực. Kiểu là mặc dù là thầy đang ngồi đây nó một mình ấy. Dễ mọi người nghĩ là thầy tự kỷ. Nhưng mà có cái việc mà các em comment đáp án xong rồi thầy nhìn thấy học sinh của mình học nhanh ấy, xong rồi làm nhanh ấy, vui vui dã man luôn ấy. Thực sự là vui. Ok Diệp.
Ok, Nguyễn Trần Thanh Bình. Rất tốt. Thầy chữa nhá. Ok, Minh Hoàn. À, còn đứa nào đây? Hỗn hợp X gồm các triglycerid và axit béo. X 50 g. Tác dụng vừa đủ với NaOH. Số mol là bằng 0,616 nhân 1 bằng 0,16. X gồm các triglycerid là gồm các chất béo đấy và các axit béo. Thì mình sẽ thu được glycerol C3H8O3 4,6 gam tương với số mol 4,6 chia 92 bằng 0,05. Và m gam muối của các axit béo. Không quên rằng là trong này có cả nước, bởi vì axit béo tác dụng với NaOH nó sẽ sinh ra nước, và thường hay những cái dạng này người ta hay giấu cái này đi, khiến chúng ta dễ bị làm sai nhá. Thế thì số mol của thằng glycerol này chính bằng số mol chất béo này, đúng không ạ? Và cái 0,16 mol NaOH này thì nó sẽ có là 0,05 nhân 3 bằng 0,15 mol của NaOH là phản ứng với chất béo. Vậy là còn bao nhiêu ạ? 0,16 chứ 0,15 bằng 0,01 mol NaOH là phản ứng với axit béo, nên số mol axit béo là 0,01 mol. Và từ đó mình sẽ tìm được số mol của nước cũng bằng 0,01 mol. Được không ạ? Vậy thì câu chuyện đến đây, bây giờ chúng ta đi bảo toàn khối lượng. Đấy, thì cái mấu chốt ở trong cái ví dụ số 5 này khiến cho đa số các bạn giải sai, đấy là các bạn quên mất cái sự tồn tại của thằng nước. Bởi vì ở trong này hỗn hợp qua axit béo. Các bạn cứ thế các bạn làm, các bạn quên mất sự tồn tại của nước là các bạn sẽ chọn được đáp án nhiều. Nhá. Vậy ở đây mình đi bảo toàn khối lượng. Thì mình sẽ có 50 g x cộng khối lượng NaOH là 0,16 nhân 40 bằng nước là 0,01 nhân 18 cộng khối lượng glycerol là 4,6 cộng m muối. Và tới đây chúng ta bấm máy tính. Các bạn bấm máy tính hộ thầy xem m muối bằng bao nhiêu. Các bạn bấm máy tính hộ thầy xem nào. M muối bằng bao nhiêu? 50 cộng 0,16 nhân 40 trừ 0,01 nhân 18 trừ 4,6 bằng 51,62 g. 51,62 g. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C nhá. 51,62. Đáp án đúng đáp án C. Dễ quá nhỉ. Quá dễ. Đây là ví dụ số 5. Đấy thì đấy phần thì phân chất béo đơn giản. Mình còn một cái nữa là về ví dụ số 6. Ở trong cái kiểu này, ở trong cái dạng này, chúng ta còn một cái ví dụ nữa là ví dụ số 6. Các bạn cùng comment đáp án, cùng giải ví dụ số 6 thầy nè. Xịn chưa? Quá xịn. Khổ không? Vất vả quá. Ví dụ số 6 ạ. Xà phòng hóa chất béo X. Xà phòng hóa chất béo X cần vừa đủ. Ở đây chỉ có một mình chất béo thôi. Thì cần vừa đủ NaOH. Số mol NaOH bằng 40 nhân 0,15 bằng chia 40. Thế vậy là số mol NaOH bằng 0,15. Giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn thì khối lượng glycerol thu được là thu được C3H8O3 cộng với muối thì 3 NaOH thì số mol glycerol 1 thì 0,15 chia cho nhân 1 chia 3 bằng 0,05. Vậy mình sẽ có là 0,05 nhân 92 bằng 4,6 g. 4,6 g là đáp án đúng chúng ta, đáp án A. Dễ quá. Ok ạ.
Xong nhá, xong dạng 1 nhá. Dạng 1 quá đơn giản. Dạng 2 khó hơn một tầm này. Dạng 2, dạng hay thi các em ạ. Nhá, dạng 1 đơn giản. Thế mình có bài tập về nhà nhá, mình có 4 bài tập về nhà đấy, các bạn nhớ về nhà, mình có đâu, mình có 5. Mình có một đống bài tập về nhà đấy, các bạn nhớ làm bài tập về nhà nhá. Đúng không ạ? Nào, sang dạng số 2. Bài toán triglycerid kết hợp với thủy phân này, kết hợp với lại cháy này và tác dụng với dung dịch brom hoặc hydro. Nào. Thì ở đây mình sẽ có phần cần nhớ. Dạng số 2 ạ. Là bài toán về triglycerid kết hợp với dạng thủy phân này, kết hợp với dạng thủy phân này, dạng cháy này, dạng tác dụng với brom hoặc là hydro này. Đây là gọi là cái dạng tổng hợp nhá. Cái này gọi là cái dạng tổng hợp. Nhưng mà ở đây nó tổng hợp đến mức vận dụng cao các em ạ. Để giải cái dạng này, thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta theo cái cách đơn giản và cơ bản nhất. Đấy là chúng ta sẽ sử dụng cái cách là bản chất. Nhưng song song với đó, chúng ta vẫn phải cần có một vài skill giải nhanh nhá. Và một vài cái skill giải nhanh đấy thì ở trong từng bài thì sẽ nói kỹ chúng ta. Được không ạ? Thế thì về phần kiến thức cần nhớ, thì ta vẫn cần phải nắm được là về cái vấn đề thủy phân của chất béo thì là số mol của chất béo bằng số mol glycerol, đúng không? Số mol chất béo bằng số mol glycerol và bằng 1/3 lần số mol NaOH. Và bảo toàn khối lượng thì cái đây mình viết ở bên trên rồi, mình không viết lại nữa, đúng không? Đấy là về vấn đề thủy phân. Thế còn về vấn đề cháy của chất béo thì ta phải nắm được là bản chất cháy ở chất béo nó sẽ là CnH2n+2 2K O6 cộng oxy tạo thành NCO2 cộng với N+1 K2O, đúng không? Và từ cái phương trình này thì mình sẽ có một cái hệ quả, đấy là số mol của CO2 trừ số mol của nước chia cho số mol cháy thì nó sẽ chính bằng là K-1. Trong đó K là số pi trong phân tử chất béo. Trong đó K là số liên kết pi trong phân tử chất béo. Được chưa? Thế thì canh K này nó sẽ bao gồm, chắc chắn trong chất béo kiểu gì cũng có 3 gốc COO, nên nó sẽ gồm 3 pi COO. Và K-3 pi CC. Được chưa? Đấy. Thứ hai, cái vấn đề thứ hai mình suy ra, đây là mình đi bảo toàn khối lượng, thì mình sẽ luôn luôn có là khối lượng của chất béo cộng với lại khối lượng của oxy bằng khối lượng của CO2 cộng khối lượng của nước. Được chưa? Cái thứ ba là bảo toàn oxy, thì mình có đây là 6 lần số mol chất béo cộng với 2 lần số mol oxy bằng 2 lần số mol CO2 cộng 1 lần số mol nước. Những cái này nó tương đương với lại số oxy nằm trong chất béo có 6 oxy, trong O2 có 2 oxy, trong CO2 có 2 oxy, trong H2O có 1 oxy. Đây, các bạn hỏi đây. Tìm pi kiểu gì lớp 11 không chịu học nên không biết. Không sao cả. Ở đây thầy dạy lấy tận gốc của thầy. Cứ mặc định nha. Chất béo thì trong phân tử nó có 3 pi CO, tại vì chất béo là triglycerid. Nó có 3 gốc CO đây. Bản chất gốc CO đây thì chúng ta nhìn về cấu trúc của nó là nó có, trong một gốc CO thì nó có 1 pi CO.
một liên kết đôi thì bằng một liên kết sigma và một liên kết pi. Thế đây mình có nối đôi CO thì nó sẽ có một pi. Thế thì bởi vì thằng chất béo là nó là triglyceride, có nghĩa là este ba chức, nên nó sẽ có ba chức CO, nên suy ra nó sẽ có ba pi CO. Đấy chưa? Còn PCC là được tạo thành bởi từ cái C nối đôi C thì nó cũng gồm một liên kết sigma và một liên kết pi. Đúng không ạ? Vì vậy nên là hoàn toàn thì với một liên kết sigma và một liên kết pi ấy, thì mình sẽ tìm được là số liên kết PCC. Ok chưa? Nó dễ mà. Nó dễ cực luôn ý. Tiếp nha các em nhá. Ok ạ, các bạn nào không hiểu gì không? Không hiểu hỏi luôn nhá. Thế thì sau khi mà cái K trừ 3 PCC này này thì nó rất là đặc biệt, bởi vì nó chính là cái mà phản ứng với brom hay là phản ứng với hydro. Đấy. Thì cứ bao nhiêu PCC thì đấy, ví dụ như này K gồm K trừ 3, vậy suy ra này, nó sẽ phản ứng với K trừ 3 brom hoặc là hydro. Hay nói cách khác ở dưới này mình có thể suy ra là số mol hydro phản ứng cộng số mol brom phản ứng thì chính bằng số mol liên kết pi CC ở trong chất béo. Thế cho dễ nhá. Ok chưa? Thì đây là cái phần kiến thức cần nhớ, chúng ta cần nắm được nhá, để làm cái điều kiện tiên quyết trước khi chúng ta vào giải những cái bài khó khăn hơn. Mình vào ví dụ số 1 ạ. Mình vào ví dụ số 1 các em nhá. Các bạn ghi xong bài chưa? Ví dụ số 1. Ninh Bình ạ. Không khó lắm đâu. Thật mà. Khéo các em làm xong nhiều rồi các em thấy dễ. Các bạn thử nháp ví dụ số 1 đi ạ. Chúng ta có 5 ví dụ. Chúng ta có 5 ví dụ. Cả nhà cùng nháp ví dụ số 1 nhá. Không ai được dừng lại nhá. Ví dụ số 1 ạ. Ôi dã man đấy, Gia Khánh dã man đấy. Kinh khủng đấy. Có bạn nào khác bạn Gia Khánh không? Cho 5 phút để giải, ok. Cho hẳn 10 phút luôn. Giải đấy cho xịn. Năm phút hơi dài, cho 3 phút thôi. Cho 3 phút rồi nha.
Các bạn cùng giải đi nào, ví dụ số 1. Thầy gợi ý nhá. Hỗn hợp X gồm axit palmitic C15 H31 COH, axit oleic C17 H33 COH. Và triglyceride Y. Tỷ lệ tương ứng là 3 chia 2 chia 1. 3X, 2X, X. Đốt cháy hoàn toàn Mg-X thì thu được CO2 H2O. Mình tìm được số mol H2O bằng 35,64 chia cho 18 bằng 1,98 mol. Mặt khác, Mg-X tác dụng vừa đủ với 120 ml dung dịch NaOH, vừa đủ 1 nhân với 0,12 bằng 0,12. Đun nóng thu được glycerol và hỗn hợp chỉ chứa 2 muối. Đây là một dạng bài tập điển hình nhá, mà sau này chúng ta sẽ gặp rất rất nhiều trong quá trình chúng ta giải. Rất rất nhiều. Thế thì do cái hỗn hợp này nó còn sinh ra cả nước nữa cơ. Và hai muối mình biết chắc chắn là hai muối chỉ có thể là C15 H31 COONa, C17 H33 COONa. Đúng không? Thế vậy dựa vào NaOH này thì mình sẽ tìm được X. Anh này ăn 1 NaOH, mình sẽ có là 3X. Cộng với anh này đơn chức cũng ăn 1 NaOH là 2X. Anh ấy là triglyceride. Triglyceride vậy là nó sẽ có 3 gốc CO. 3 gốc CO thì nó sẽ ăn 3 NaOH, vì vậy là 3 nhân X thì bằng 0,12. Được chưa? 3X này cộng 2X này cộng 3X này, 3 cộng với 3 là 6, 6 cộng 2 là 8. 0,12 chia 8 bằng X chúng ta bằng 0,015 mol. Anh này bằng 0,015 mol. Anh này bằng 0,03 mol. Anh này bằng 0,045 mol. Ok. Thế ra là X. Thế ra là X rồi thì ra là nước. Nước thì chính bằng là số mol của 3X cộng 2X là 5X. Đúng không? 5 nhân 0,015 bằng 0,075. Đề bài hỏi là khối lượng của Y trong mg hỗn hợp X. À, thế thì câu chuyện lại đơn giản quá. Chúng ta đi bảo toàn khối lượng là xong nhỉ? Đúng không? Mình đi bảo toàn khối lượng là xong mà. Mình cùng thử làm nhá. Ra nước rồi. Giờ hydro đi. À, nó lại cho thằng H2O ở đây. H2O ở đây với mục đích gì? Thế thì sau khi mình mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố hydro, mình tìm được số hydro trong Y. Bảo toàn hydro thì mình sẽ có này. 31 cộng 1 là 32, 32 nhân với 0,045 cộng hydro này là 34 nhân với 0,03 cộng với hydro trong Y nhân với 0,015 thì bằng 1,98 nhân 2. Từ đó mình tìm được hydro trong Y. 1,98 nhân 2 trừ đi 32 nhân 0,045 trừ đi 34 nhân 0,03 bằng chia 0,015 bằng 100. Hydro trong Y bằng 100. Thế thì hydro trong Y và bằng 100 á, thì vì vậy nên mình suy được chỉ có thể đằng Y chỉ có thể là hai gốc C17, à chỉ có thể là hai gốc C15H31 COO 2 lần C17H33 COO
C3H5. Chỉ có thể làm này, không thì các bạn bấm thử xem. 31 nhân 2 cộng 33 cộng 5 bằng 100. Đấy. Và số mol y biết rồi. Vậy hoàn toàn mình tìm được khối lượng của y trong m gamma mol x. 0,015 nhân mà ngoặc đơn. 12 nhân 15 cộng 31 cộng 44 nhân 2. Cộng với 12 nhân 17 cộng 33 cộng 44 cộng 12 nhân 3 cộng 5 bằng. Rồi, 12,51. Khối lượng của y trong x. Không phải đâu. Không có đáp án, chết rồi, thầy tính nhầm đâu. 0,015 nhân với 12 nhân 15 này. Cộng này. À, cộng dư này, cộng 31 thì để bấm cộng 32. Cộng 44 nhân 2 cộng 12 cộng mở ngoặc đơn. 12 nhân 17 cộng 33 cộng 44 cộng 12 nhân 3 cộng 5, đúng rồi, bằng 12,48. 12,48 phải đáp án đúng, chúng ta là đáp án C kìa. Chạy chặt nhỉ. Được chưa? Chạy chặt nhỉ. Vất vả nhỉ. Ô bạn Thái, bạn ấy hỏi sao hôm nay học thứ 5. Thái ơi, thầy báo rồi mà. Thầy báo rồi mà. Thầy báo từ tuần trước ấy. Thái không theo dõi buổi hôm thứ 6 tuần trước à? Trong live stream nhá. Thầy báo hôm thứ 6 tuần trước là thầy xin phép là hôm nay thầy đổi cái hôm thứ 6 thành tối hôm nay. Bởi vì hôm thứ 6 thì thầy bố thầy lên nên là thầy đưa bố thầy đi ăn chút. Thầy báo hôm thứ 6 xong rồi mấy hôm nay thì toàn báo trong nhóm lớp. Thái không để ý đến tin nhắn trong nhóm lớp à? Thầy báo từ một tuần trước. Các bạn thông cảm thầy nhá. Tối mai mình nghỉ, tối nay mình học. Được không? Ok ạ. Các bạn hiểu chưa? Ví dụ số 2 nào. Ví dụ số 2 ạ. Ví dụ số 2. Ví dụ số 2 hơi... Thực ra nó cũng dễ thôi, nó không quá khó đâu. Thầy nghĩ là nó không quá khó đối với tất cả các em. Ai cũng làm được. Ví dụ số 2 ạ. Các bạn nháp thử đi. Thật đấy. Riêng cái phần này nhá, là phải nháp. Để ra được đáp án thì mình mới thành công được. Được không? Phải nháp nhá. Ví dụ số 2. Thầy tóm tắt xong thầy định hướng nhá. Các bạn cùng quan sát đây, thầy tóm tắt xong thầy định hướng cho các em. Hỗn hợp X gồm axit palmitic C15H31 COH axit stearic C17H35 COOH và triglycerid Y đốt cháy hoàn toàn m gamma x thì thu được CO2 2,15 H2O 2,09. Mặt khác m gamma x tác dụng vừa đủ với NaOH. Số mol NaOH bằng 0,12 trong dung dịch thì thu được glycerol C3H8O3 và dung dịch chứa hỗn hợp muối chỉ gồm hai anh natri palmitat C15H31COONa, natri stearat C17H35COONa. Và đề bài yêu cầu chúng ta là xác định giá trị của A. Đúng không? A này A gam hỗn hợp muối. Đây, xác định giá trị của A gam muối. Có nghĩa yêu cầu chúng ta xác định là thằng khối lượng của muối bằng bao nhiêu. Khối lượng của muối bằng bao nhiêu. Thế thì nó như thế này. Chúng ta phải tinh ý một chút xíu. Là mình thấy rằng là
cả hai cái muối C15 H31 COH và C17 H35 COH đều là axit no đơn, đúng không ạ? Thì axit no đơn thì công thức tổng quát nó là CnH2NO2. Thì nó là CnH2NO2 nên là khi mà nó cháy thì nó luôn luôn cho N nước bằng NCO2. Thế nhưng mà mình nhìn thấy này, NCO2 lớn hơn là nước, vậy sự chênh lệch này xảy ra thằng Y. Mặt khác khi mà thủy phân hỗn hợp X thì nó lại chỉ ra có hai muối. Thầy giảng rất là kỹ nhé, các bạn chú ý nhé, chỉ ra hai muối. Một là muối là C15H31, hai là muối C17H35. Điều này chứng tỏ rằng bên trong thằng Y nó sẽ có một trong hai hoặc cả hai cái gốc này. Mình không quan tâm nó có những gốc nào, mà mình chỉ quan tâm là, vì vậy nên suy ra thằng Y này chắc chắn là thằng chất béo no, bởi vì nó được tạo bởi từ hai gốc no, đúng không ạ? Và chất béo no được tạo bởi từ hai gốc no thì ở bên trong cấu trúc của nó sẽ chỉ có 3 liên kết PCOO và không có liên kết PCC. Nó chỉ có 3 liên kết PCOO và nó không có liên kết PCC nào. Ok không ạ? Vậy hoàn toàn ở đây mình có thể suy ra được là NCO2 trừ N nước chia NI thì bằng 3 trừ 1, và ở đây mình tìm được NI. CO2 là 2,15 trừ 2,09 bằng chia 2 bằng 0,03. Số mol của Y bằng 0,03. Ok không ạ? Thế mà ở đây là phản ứng với NaOH thì số mol Y này bằng 0,03, thì chất béo này thì nó ăn 3 NaOH, vì vậy nên là số mol NaOH ăn với chất béo là 0,03 nhân 3 bằng 0,09. Vậy suy ra số mol NaOH ăn với axit nó sẽ là 0,12 trừ 0,09 thì còn 0,03. Vậy số mol của hỗn hợp hai axit này bằng 0,03. Dẫn đến trong hỗn hợp này nó sẽ sinh ra cả nước. Thì số mol nước chính bằng số mol của axit là bằng 0,03. Số mol glycerol thì lại chính bằng số mol của chất béo bằng 0,03. Được chưa? Xịn chưa? Thế vậy bây giờ mình tìm M muối thì có phải mình biết được khối lượng bọn này, khối lượng thằng này, khối lượng thằng này, mình cần biết được khối lượng của hỗn hợp X nữa là sao? Đúng không ạ? Thì cách tìm được khối lượng hỗn hợp X thì mình sẽ có bảo toàn carbon, thì carbon trong X thì chính bằng số mol CO2 2,15. Hydro trong X thì bằng 2 lần số mol H2 2,09 nhân 2. Oxy trong X, đây oxy trong X này, hai gốc đây, thằng này có 1, 2 oxy, 2 oxy tổng số mol 0,03, 0,03 nhân 2 cộng với đây chất béo để có 6 oxy, 0,03 nhân 6. Và hoàn toàn ở đây mình tìm được khối lượng của X, đúng không ạ? Hoàn toàn đây mình tìm được khối lượng X, 2,15 nhân 12 cộng 2,09 nhân 2 cộng 0,03 nhân 2 cộng 0,03 nhân 6. Đóng ngoặc đơn. Mở ngoặc đơn. Nhân 16 bằng 33,82. Cộng với khối lượng của NaOH là 0,12 nhân 40. Trừ đi khối lượng của glycerol là 0,03 nhân 92. Trừ đi khối lượng của nước là 0,03 nhân 18 bằng 35,32 gram. 35,32 gram, đáp án đúng đáp án C. Ok, Tiên Dương Hiếu A Hòe, Tiên Dương Nguyễn Gia Khánh, Tiên Dương Nguyễn Trần Thanh Bình. Các bạn có hiểu không ạ? Các bạn có hiểu câu này không? Câu này là câu cơ bản nhá. Sau này chúng ta sẽ gặp rất nhiều câu này và thầy cố gắng giảng thật chậm để cho tất cả các bạn cũng có thể hiểu. Ok. Thấy không? Mới đến ví dụ số 2 thôi. Tiếp nha các em nhá. Các bạn đã kịp chữa vào vở chưa? Phải chữa vào vở đấy chứ, nếu mà chúng ta mà chỉ có coi, chúng ta không chữa vào vở là chúng ta chỉ cưỡi ngựa xem hoa thôi, không thành công được. Ok nhá, thầy chuyển sang nhá. Ví dụ số 3 nào. Anh em cùng nháp và cùng comment để đáp án ví dụ số 3. Ví dụ số 3.
Mệt quá. Ví dụ số bạn. Ví dụ số 3. Đáp án gì? Ví dụ số 3. Đốt cháy hoàn toàn mg một triglycerid x, gợi ý nha, thấy anh em bí lắm. Đốt cháy hoàn toàn một triglycerid x, đốt cháy nó cần vừa đủ oxy là 0,918, thu được CO2 H2O, số 1 H2O là 0,588. Nếu thủy phân hoàn toàn mg x trong KOH thu được dung dịch chứa muối thì chắc chắn có glycerol. Và muối là 11,16 gram. Biết rằng x làm mất màu vừa đủ 0,2 mol brom. Yêu cầu chúng ta xác định giá trị của amonic. Ui dồi ôi. Bài này quá chất. Nhờ. Bài này thực sự chất. Thế thì để ra được bài này ngày hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta một cái phương pháp gọi là phương pháp quy đổi. Nhá. Đây là một trong số những cái phương pháp đặc trưng trong cái việc để giải các cái bài tập dạng khó của phần chất béo cũng như của phần este. Thì thầy sẽ dạy chúng ta từ cái tư duy quy đổi cơ nhá. Thế làm sao mình biết được là bài này nên giải quy đổi? Bởi vì bài này nó có quá nhiều cái dữ kiện mà nó không liên quan đến nhau, đúng không? Đấy, chúng ta nhìn thấy nó tách ra thành rất nhiều cái dữ kiện không liên quan đến nhau. Hơn nữa mình nhìn thấy là có tác dụng với brom, đúng không? Có cháy trong oxy, bởi mình nghĩ ngay nên về và mình sẽ sử dụng vấn đề quy đổi. Thì quy đổi có rất nhiều kiểu quy đổi, nhưng trong đó thì có một cái kiểu quy đổi là quy đổi đưa về cái gốc của nó. Phương pháp quy đổi đưa về cái gốc của nó. Anh x là một triglycerid y x. Thế thì mình đưa về cái thằng đầu dãy đồng đẳng của nó. Triglycerid cái gì? Thì đầu dãy đồng đẳng của nó HCO tất cả 3 lần C3H5, đúng đầu dãy đồng đẳng chưa? Thằng nào mà chả bắt nguồn từ đấy. Đúng chưa? Nếu mà nó no thì nó chỉ cần đắp thêm CH2. Nhưng mà ở đây nó không no, bởi vì nó tác dụng đối với brom. Đúng chưa? Nên nó sẽ phải có thêm H2 ở đây. Thì H2 thì số mol H2 là chính bằng số mol liên kết PCC ở bên trong phân tử nó. Được chưa? Thì nếu mà là nó tác dụng brom thì là có bao nhiêu bấy nhiêu liên kết pi thì nó trừ đi bấy nhiêu hydro. Đấy thì mình sẽ đặt số mol này là x, số mol này là y, số mol này là z. Ok không ạ? Thế thì mình đã có số mol của nước rồi, nên câu chuyện đầu tiên của chúng ta sẽ là câu chuyện bảo toàn nguyên tử nguyên tố hydro. Mình sẽ có 3 hydro cộng 5 là bằng 8x cộng với 2y cộng với 2z thì bằng 2 nhân với 0,588. Đây là phương trình thứ nhất. Phương trình thứ hai là mình có rằng là tác dụng với oxy nên mình sẽ có phương trình cháy với oxy. Ở đây bạn nào thích cháy với oxy cũng được, mà bạn nào thích bảo toàn carbon rồi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy cũng được. Nhưng ở đây thầy khuyên chúng ta là nên làm cháy oxy, tại vì như thế nó nhanh. Và ở đây thầy cũng dạy chúng ta cái cách nhẩm hệ số oxy nhá. Cách nhẩm hệ số oxy nó đơn giản lắm, nó như sau. Đây, cách nhẩm hệ số oxy, phương pháp nhẩm hệ số oxy. Thì mình có CX HI OZ cộng O2
tạo thành CO2 cộng với Y phần 2 H2O 2X cộng với Y phần 2 trừ Z chia 2 thì ra hệ số oxy. Thế thì cái cách giảm hệ số oxy như này nhé, chúng ta nhìn này. Hệ số của carbon nhân 2, hệ số của hydro chia 2 trừ hệ số của oxy, rồi tất cả chia 2 ra hệ số O2. Đúng không ạ? Đây, bây giờ chúng ta nhẩm nhá. Nhẩm này nào. Đây anh này. Nó sẽ là C mấy? 3 cộng 3 là C6. H3 cộng 5 là H8. O3 nhân 2 là O6. Được chưa? Thì nhẩm hệ số oxy này. Thì mình có nhá. Carbon này nhân 2. 6 nhân 2. Hydro này chia 2. 8 chia 2 trừ đi 6. 6 nhân 2 12, 12 cộng 4 là 16, 16 trừ 6 còn 10, 10 chia 5. Vậy hệ số oxy là 5x. Ok chưa? Ok chưa? Đấy nhá, thầy giảng rất kỹ và rất chậm cho chúng ta cái kỹ năng nhẩm hệ số oxy nhá. Và kỹ năng này đây là một cái kỹ xảo để chúng ta giải nhanh cho những cái bài tập về quy đổi nhẩm nhanh. Ok không? Set 2 này. Carbon nhân 2. Hydro chia 2. Tất cả chia 2. 1 x 2 là 2, 2 cộng 1 là 3, 3 chia 2 1,5. 1,5y. Không có carbon, hydro chia 2. 2 chia 2 1, 1 chia cho 2 tiếp. 0,5z thì bằng số mol oxy là 0,918 mol. Ok chưa? Ok chưa? Đấy mình có nước nhá. Mình có oxy nhá. Thế bây giờ đề bài cho ta mờ muối. Thì có phải mờ muối này của chúng ta chính là hỗn hợp HCOONa CH2 và H2 không? HCOONa nó sẽ là X nhân 3 là 3X, CH2 là Y, H2 là Z. Thì mình sẽ có bảo toàn khối lượng muối. Thì phải bằng 68 nhân 3X cộng 14 nhân Y cộng 2 nhân Z thì bằng 11,16 không? Đúng không ạ? Vậy bây giờ mình giải hệ mình ra được X, Y, Z 9,1,3 8 bằng 2 bằng 2 bằng 2 nhân 0,588 bằng 5 bằng 1,5 bằng 0,5 bằng 0,918 bằng 68 nhân 3 bằng 14 bằng 2 bằng 11,16 bằng X bằng 0,0156. Không phải. Lẻ quá. Không được. À thôi chết. Đây là K. Thầy lại phang là natri à. Biết ngay. Cái trên này vẫn đúng. Cái chỗ dưới thôi. Chỗ này nó sẽ là bao nhiêu ạ? 0,68 x 3 nữa. Mà nó sẽ là 1 cộng 44 cộng 39 bằng 84 x 3. Đấy, số mol tròn. X bằng 0,012. Y bằng 0,588. Z bằng âm 0,048. Ok. Vậy ở đây mình có này. Vậy ở đây mình có này. Mình nhìn nhá. 0,12 mol X thì chắc chắn ăn với 0,048 mol brom, bởi vì hydro âm mà, âm là 0,048 tương đương với việc là cứ 0,012 mol thằng X thì sẽ có âm, thì sẽ có 0,048 mol liên kết pi. Nên mình sẽ có đây ạ. X là 0,012 thì sẽ phản ứng với hydro là brom đi. Brom luôn đi ạ. Br2 được 0,048. Vậy bây giờ là 0,2 mol brom. Đúng không? Thì ứng với bao nhiêu? Thì 0,2 nhân 0,012 chia 0,048 bằng 0,05. Vậy x của chúng ta bằng 0,05.
nên suy ra đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Đấy. Hôm nay thầy hướng dẫn cho cả lớp mình kỹ năng quy đổi nha. Xịn chưa? Xịn chưa? Anh em hiểu chưa? Thầy giảng rất kỹ nhá. Thầy giảng cực kỳ kỹ cho cả lớp rồi đấy. Cố gắng chiến đấu vì màu cờ nhá. Đây là những cái câu mức độ vận dụng và vận dụng cao rồi. Ví dụ số 4 nào. Ví dụ số 4 ạ. Ví dụ số 4. Thôi mình còn ví dụ số 4, ví dụ số 5 thôi. Nhanh thôi mà. Thế buổi sau chúng ta vẫn còn phải một buổi nữa để chúng ta học về chất béo, là về phần chất béo vận dụng cao. Nhá, mình vẫn còn một buổi nữa. Mình học về chất béo vận dụng cao, phần lý thuyết chất béo vận dụng cao. Rồi anh em cùng làm thử ví dụ số 3 xem nào. Căng nhỉ. Quá căng. Ví dụ số 4 chứ. Đây các em nhìn đây, thi thử trung học phổ thông quốc gia 2022, trường trung học phổ thông Hàm Rồng Thanh Hóa. Mấy trường ở trong Hàm Rồng Thanh Hóa với Nghệ An với Hà Tĩnh để có lẻ. Có lẻ cổ luôn. Thầy chữa ví dụ 4 nhá. Ok không ạ? Thầy chữa ví dụ 4 nhá. Nó không quá khó đâu ạ. E là một chất béo được tạo ra bởi hai axit béo. E là một chất béo được tạo ra bởi hai axit béo là X và Y cùng số carbon. Carbon X nhỏ hơn carbon Y à, phân tử khối. X, Y này cùng carbon này, phân tử khối X nhỏ phân tử khối Y này, và glycerol này, xà phòng hóa hoàn toàn E này, 53,28 gam E này bằng NaOH vừa đủ này, thì thu được này hỗn hợp hai muối của X và Y này 54,96 gam này. Mặt khác nếu đem đốt cháy hoàn toàn này thì thu được này CO2 là 3,42 này, H2O là 3,24 này. Đề bài yêu cầu chúng ta xác định phân tử khối của X. Thế thì bây giờ mình đặt cái số mol của anh E này của mình là amon đi. Thì số mol của NaOH của chúng ta có phải là 3 amon không? Và số mol glycerol chúng ta là A không? Thế thì hỗn hợp hai muối là về cả glycerol này. Vậy ngay lập tức ở đây mình đã bảo toàn được khối lượng. Thì mà mình có là 53,28 cộng với khối lượng của NaOH là 40 nhân 3 thì bằng anh này là bằng 92A cộng với 54,96 không? Đến đây mình tìm được A. Đến đây mình tìm được A chặt luôn. A bằng này 53,28 trừ đi 54,96 chia 120 trừ 92 A bằng 0,06. A bằng 0,06. Vậy anh này bằng 0,06 này, 0,06 này, 0,18 này, 0,06 này. Được chưa? Thế thì có phải từ đây mình tìm được số nguyên tử carbon trung bình trong E? Nó sẽ chính bằng số mol CO2 chia số mol E. 3,42 chia 0,06 bằng 57. Carbon bằng 57.
XY cùng carbon. Thằng X thằng Y cùng carbon, vậy thì nó chỉ có thể là thằng C17HX COO và C17HY COO 2 lần C3H5. Đúng không? Nó chỉ có thể thằng này thôi. Thế mà số hydro thì bảo toàn nguyên tử nguyên tố hydro, thì mình sẽ có 0,06X cộng 2Y thì bằng 2 lần N nước, 2 x 3,24. Vậy suy ra X cộng 2Y bằng 2 x 3,24 bằng chia 0,06 bằng 1.08. À đâu, còn C3H5 trừ đi 5 thì bằng 103. Chỗ này là cộng với lại chỗ này phải cộng với 5 nữa, bằng 103. Thế giờ lập bảng thôi. XY thì bây giờ mình chỉ có các cái số, ví dụ X là 35 thì xem có được không nhá. 103 trừ 35 bằng chia 2 bằng 34, loại ngay đúng không? Thế X bằng 33 đi. 103 trừ 33 bằng chia 2 bằng 35. Ơ lấy luôn. Vậy là xịn luôn, X bằng 33 thì Y bằng 35. Làm nghiệm phù hợp nhất. Đúng không? Thế vậy với X bằng 33, Y bằng 35 thì suy ra cái anh 3-ester chúng ta là C17H33COO C17H35COO 2 lần C3H5. Thì vậy là nó được tạo bởi từ hai gốc axit là C17H33 và C17H35. Thằng X nhỏ hơn nên thằng X bắt buộc nó phải là C17H33COOH. Và thằng Y chỉ có thể là C17H35COH. Vậy đề bài hỏi khối lượng mol phân tử của X thì nó sẽ là 12 x 17 cộng 33 cộng 45 bằng 282. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Đấy, ví dụ số 4 nhá, đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. Ok chưa? Đây là một trong số những câu vận dụng cao rồi. Đến những câu cuối cuối là những câu vận dụng cao rồi. Nhá. Thôi cố gắng làm, vận dụng cao lấy 10 mà. Các em thấy không, để làm những câu này mình có kỹ năng nó phải hoàn thiện. Câu cuối cùng. Ví dụ số 5. Câu cuối cùng ạ. Ví dụ số 5. Chất béo X được tạo thành từ glycerol và 3 axit béo IZT. X được tạo thành từ bình tĩnh, glycerol C38O3 và 3 axit béo IZT. Cho 37 cho 78,636 gam E gồm hỗn hợp X Y Z T tác dụng hết với hydro dư, thu được hỗn hợp F khối lượng là 78,96. Mặt khác cho 78,36 gam E tác dụng vừa đủ với KOH 0,27, thu được glycerol và dung dịch chứa muối là 86,34. Để đốt cháy hết 13,06 gam E thì cần vừa đủ amon oxy. 13,06 thì từ từ đúng không? Vậy thì bây giờ mình sẽ đi xác định là đốt cháy anh này thì cần bao nhiêu oxy đã, sau đó mình chia tỷ lệ. Đúng không ạ? Thế đây mình bảo toàn khối lượng, mình tìm được số mol hydro này. 78,96 trừ đi 78,36 bằng chia 2 bằng 0,3. 0,3 mol hydro dư. Được không ạ? Thế thì bây giờ mình quy đổi hỗn hợp E đi. Gồm axit mà. 3 axit béo có cả glycerol. Vậy thì mình sẽ quy đổi về cái anh đầu dẫn đồng đẳng.
HCOH hay còn gọi là đồng đẳng hóa đấy. Đúng chưa? CH2 C3H8O3 hydro và nước. CH2 là để CH2 bù bọn này để tạo thành các cái axit nào đó mình không biết, bởi vì đề bài nó là axit béo. C3H8O3 là nó là cái gốc glycerol nằm ở bên trong thằng chất béo. Hydro là để biểu thị cho là thay thế cho là có bao nhiêu liên kết pi. Còn nước là bởi vì đây là sự kết hợp giữa axit và glycerol để tạo thành chất béo thì nó phải sản sinh ra nước, nên sau này mình tính là hydro sẽ là số mol âm và nước sẽ là số mol âm. Là coi như nó trừ đi để tạo thành hỗn hợp đó. Thế thì tác dụng với cao mắt dư là 0,27 thì trong này chỉ có thằng axit tác dụng thôi, vì vậy nên số mol của axit bằng 0,27. Đúng không? Mình đặt số mol của CH2 là x đi. Số mol của CH3 C3H8O3 là y. Đúng không ạ? Tác dụng hydro dư thì số mol hydro đây là âm 0,3. Nước thì bằng 3 lần số mol của axit. Thực ra là bằng 3 lần số mol của glycerol, bởi vì là axit không chuẩn, bởi vì trong này nó có cả axit đây. Mà nước là sinh ra do glycerol với lại axit để tạo thành este, nên là tính là glycerol trừ 3y. Không, mình có 2 ẩn thôi. Ô, 2 ẩn thì ngon nhỉ? 2 ẩn thì ngon, bảo toàn khối lượng. Khối lượng của E này 46 nhân với 0,27 cộng với 14 thằng x cộng với 92y trừ đi 0,3 nhân 2 trừ đi 18 nhân 3y bằng 78,36. Phương trình thứ hai là ra muối. Thì phải muối này chính là gồm hỗn hợp gồm HCOOK đấy, 0282 lần trong một dòng sông nhá. Nãy để sai chỗ này đâu, nên giờ thấy không sai nữa đâu. Đừng có hóng. CH2 là X, C3H8O3 là Y, H2 là trừ 0,3. Nước ở đây rồi, đúng không ạ? Nước ở ngoài rồi, không có trong muối. Vậy mình sẽ có bảo toàn khối lượng muối của mình là 84 nhân 0,27 cộng với 14x cộng với 92y cộng với 2 nhân với trừ 0,3 bằng 86,34. Ủa thế xong? À, nhưng mà từ từ, không có glycerol, bởi vì glycerol không phải muối, glycerol nằm ngoài. Ô, ngon nhở? Bấm máy tính giải hệ ạ. 912 14x 92y trừ đi 18 nhân 3 bằng 78,36 trừ đi cộng với 0,3 nhân 2 trừ đi 46 nhân 0,27 bằng x là 14. Ơ, trong này không có y à? Ơ, nước y rồi. Ơ, trong này không có y. 14 bằng, trong hàng thứ hai không có y các em ạ. Không bằng 86,34 trừ đi 84 nhân 0,27 cộng với 0,6 bằng, ôi chỗ này run quá, 4,59 tròn. X bằng 4,59 là ngon đấy. Đúng rồi. Chỗ này bấm chỉ sợ nó lẻ thôi. 4,59 y bằng 0,06. Ngon rồi. Đẹp rồi. Đề bài hỏi đốt cháy đằng này thì cần bao nhiêu oxy? Thế thì bây giờ đốt cháy hỗn hợp này đi, cần bao nhiêu oxy ạ? Mình tìm được mà. Số mol oxy để đốt cháy 78,36 gam. Bằng HCOH. Một carbon đi 2 oxy này. À, cộng với lại 2 hydro thì phải chia cho 2 này. Trừ đi 2 này. Chia cho 2 này. Nhân với lại 0,27 cộng với một carbon đi 2 oxy này, 2 hydro đi 1 oxy này, chia 2 này, nhân 0, nhân 4,59.
C3833 thì cũng nhầm, cái này thầy nhầm quen. Đúng không? Một anh C3833 thì ăn 3,5 anh oxy nhân 0,06. Anh H2 thì 2H2 mới đi 1 oxy. Chia 2 nữa. H2O thì có rồi. Vậy bằng nhân với số mol. H2 là âm 0,3. Vậy nó bằng bao nhiêu? 1 chia 2. 1 chia 2 nhân 0,27 cộng 1,5 nhân 4,59 cộng 3,5 nhân 0,06. 2 là 1,05 cộng 0,5 nhân âm 0,3 bằng 7,08. Vậy mình suy ra một điều là nếu mà đốt cháy 78,36 gram E thì cần 7,08 mol oxy. Thế mà đề bài ở đây là đốt cháy 13,06. 78,36 chia cho 13,06 thì bằng 6 lần, vậy giảm đi 6 lần. 7,08 chia 6 bằng 1,18. Đáp án đúng đáp án B. Kèm thấy dã man không? Đây là đến cái câu ví dụ 5 này là câu vận dụng cao. Và dạo gần đây phần chất béo người ta sẽ hay cho vào phần vận dụng cao. Nhá. Chắc chắn năm nay chất béo cũng sẽ vào vận dụng cao thôi. Thì trên đây thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta đến cái phần mà chia dạng chất béo cực khó, mức vận dụng cao. Và thầy cũng hướng dẫn cho chúng ta cái phương pháp là phương pháp quy đổi kiêm với phương pháp đồng đẳng hóa. Thế thì bài học ngày hôm nay thì thầy xin phép là kết thúc tại đây. Nhá. Hẹn gặp lại các em vào buổi thứ tư tuần tới. Nhá, nhớ làm bài tập về nhà đầy đủ. Và tuần tới chúng ta sẽ học cái dạng cuối cùng về phần chất béo. Nếu mà học xong sớm chúng ta học luôn sang lý thuyết phần carbohydrate. Ok không ạ? Bye bye. Chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại nhá. Chúc cả lớp ngủ ngon.